giám đốc công an Hải Dương được điều làm giám đốc công an Hải Phòng. Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Tin tức Dân trí. Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ công an thành phố Hải Phòng vừa được Bộ Công an tổ chức vào chiều nay ngày 3 tháng 10. Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an, ông Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy Hải Phòng, ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng cùng dự buổi lễ. Tại đây, Bộ Công an đã công bố và trao quyết định điều động Đại tá Vũ Thanh Trương, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương nhận công tác giữ chức vụ Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng. Đồng thời điều động Đại tá Lê Ngọc Châu, Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương. Cùng tại buổi lễ, Thượng tướng Lê Quý Vương và ông Lê Văn Thành đã phát biểu chúc mừng Đại tá Vũ Thanh Trương và Đại tá Lê Ngọc Châu được Bộ Công an giao nhiệm vụ mới. Lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo thành phố mong muốn Đại tá Vũ Thanh Trương ở cương vị mới sẽ phát huy được tính đoàn kết của nội bộ, tập trung lãnh đạo cán bộ, chiến sĩ công an thành phố phát huy truyền thống, luôn chủ động nắm chắc tình hình, lấy phòng ngừa là chủ yếu, từ đó thực hiện tốt các nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Đảng ủy Công an thành phố phối hợp với các cơ quan thành phố khẩn trương hoàn thiện các quy trình chỉ định Đại tá Vũ Thanh Trương tham gia Đảng ủy và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Công an thành phố. Trước đó, Đại tá Vũ Thanh Trương là Phó Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương vào tháng 7 năm 2018. Các bạn nhớ like và subscribe kênh YouTube Tin tức Dân trí để cập nhật tin tức mới nhất mỗi ngày các bạn nhé. Huấn Hoa Hồng bị đưa đi cai nghiện bắt buộc. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Tin tức Dân trí. Huấn Hoa Hồng, cái tên được cộng đồng mạng biết đến qua những hình ảnh khoe của, đã bị công an quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định đưa đi cai nghiện bắt buộc.